Xin chào quý vị và các bạn, Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 11 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, mưa lớn kéo theo lũ lụt và lở đất tại miền Nam Trung Quốc đã khiến 20 người chết và 35 người mất tích. Báo chí nước này đưa tin hôm 10 tháng 8. Một vùng núi rộng lớn tại tỉnh Hồ Nam đã bị mưa lớn tàn phá, khiến 22 người thiệt mạng, hai nhân viên cứu hộ cũng bỏ mạng trong khi thực thi nhiệm vụ. Trong số 35 người mất tích có 5 sinh viên, tuy nhiên một người dân địa phương cho biết số người chết và mất tích có thể lên tới 200 tại huyện Tân Thiệu, Liên Nguyên, thành phố Thiệu Dương và 3 thành phố khác của Hồ Nam. Dân làng và nhân viên cứu hộ bị lũ cuốn trôi. Người dân này nói, hơn 10.000 người đã phải di tản sau khi nhà cửa của họ bị cuốn trôi, bị ngập nước hoặc bị sập. Đây là đợt lũ lụt lớn nhất trong lịch sử của Tân Thiệu. Ít nhất 45 ngôi làng đã bị lũ càn quét trong những đợt mưa lớn và khoảng 54.600 người dân trong những ngôi làng này bị ảnh hưởng. Khoảng 3.560 ngôi nhà đã sụp, điện và hệ thống liên lạc trong làng bị cắt đứt hoàn toàn, mùa màng và các cây cầu và đường phố đều bị phá hủy. Làng Thái Tử Miếu là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chính quyền địa phương phải dựng tạm một số cây cầu để cứu dân làng bị lũ cuốn. Ước tính tổng số thiệt hại có thể lên tới 240 triệu đô la Mỹ. Quân đội đã được triển khai để giúp đỡ trong công tác cứu hộ. Một quan chức địa phương cho biết mưa lớn đã gây ra tình trạng lũ lụt như trên. Mưa trong nửa đầu năm nay không lớn kỷ lục, nhưng nó lại xảy ra quá lớn trong một thời gian ngắn, quan chức này nói. Tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, sấm sét kéo theo lũ và lở đất đã làm 12 người chết và hơn chục người bị thương. Hàng năm, nhiều vùng tại Trung Quốc bị lũ mùa hè tàn phá. Mưa lớn kỷ lục cũng khiến nhiều tỉnh Đông Nam Trung Quốc ngập nặng, gây lũ quét, phá hủy nhà cửa và nhiều người thiệt mạng. Các tỉnh miền Nam, miền Đông Trung Quốc tuần này hứng chịu lượng mưa lớn gây ra ngập lụt và lũ quét, khiến 61 người thiệt mạng, 356.000 người phải di tản. Lượng mưa trung bình tại các khu vực bị ảnh hưởng trong tuần này cao gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ năm 1961. Mưa lớn dự kiến tiếp diễn tại các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Hồ Bắc, An Huy và Quý Châu trong các ngày mùng 7 và mùng 10 tháng 8. Mực nước sông Trường Giang tại các tỉnh Giang Tây dự kiến vượt mức báo động lần đầu tiên trong năm nay vào ngày mùng 10 tháng 8. Tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều tòa nhà, đường phố bị ngập trong nước lũ. Các chuyến tàu dọc tuyến đường sắt Bắc Kinh – Quảng Châu đã bị hoãn do nước dâng cao, khiến một cây cầu tại tỉnh Hồ Nam phải đóng cửa. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc ước tính lũ lụt đã gây thiệt hại 13,35 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,93 triệu đô la Mỹ. 371.100 ha đất trồng trọt bị phá hủy, 9.300 ngôi nhà bị đổ sập. Thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn tại Trung Quốc, với nhiệt độ tại một số khu vực đạt mức cao kỷ lục trong năm nay. Các chuyên gia cảnh báo mưa lớn tại miền Nam Trung Quốc có thể vượt mức trung bình 30-70%. Thưa quý vị, những ngày qua, mưa lớn xảy ra ở nhiều tỉnh Nam Bộ, gây thiên tai ở các đô thị và nông thôn, mực nước các sông dâng cao chóng mặt. Vào ngày 11 tháng 8, kè sông Thanh Phượng ở thị trấn Lý Cung, tỉnh Giang Tây bị vỡ, 6 ngôi làng ở Hạ Lưu bị ngập lụt và hơn 350 người bị ảnh hưởng. CCTV News đưa tin, đoạn kè sông Thanh Phượng bị vỡ đến hơn 50 mét. Đội chuyên gia đã đến hiện trường hướng dẫn và huy động hơn 800 cảnh sát, đội cứu hỏa, cảnh sát vũ trang tham gia cứu hộ. Đồng thời huy động máy xúc, các phương tiện vận chuyển và một số lượng lớn các vật liệu chống lũ lụt như đá và cọc gỗ được sử dụng để vá kín chỗ đê vỡ. Vào lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày, cơ quan phòng thủ thành phố đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 3 lên cấp 2 của ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ. Vào khoảng 14 giờ chiều ngày hôm sau, một nhân viên của chính quyền thị trấn Lý Cung nói với Jiamian News rằng việc vỡ kè sông đã ổn định và tạm thời không có thương vong. Theo tài khoản WeChat công khai, cảnh sát giao thông đã đưa ra thông báo chặn giao thông vào ngày mùng 6, nói rằng do mưa lớn tập trung, núi Ngọc Hoa và Thịnh Hoa đã gây ra lũ lụt trên núi và có nhiều vụ lở đất trên đường vào ngọn núi, và giao thông dọc theo toàn tuyến bị tắc nghẽn. The Paper đưa tin lực lượng cứu hỏa đã được điều động để túc trực, các lực lượng cứu hỏa khác ở nhiều nơi cũng đã tiếp viện.
Trong đó, phân đội điều động cứu hỏa Nghi Xuân có lực lượng hỗ trợ thực hiện cứu hộ gồm một xe hỗ trợ cơ động, một xe cắm trại, một xe cấp nước từ xa, hệ thống tiếp tế và 4 tàu xung kích, một xuồng cao su và 4 xuồng kayak chở 300 thiết bị cứu nạn dưới nước, tổng cộng 50 người. Theo tin tức chính thức trên Weibo của Cục Khí tượng tỉnh Giang Tây đã hứng chịu trận mưa bão lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay, bắt đầu từ tối ngày 7 tháng 8. Miền Trung và miền Bắc Giang Tây bắt đầu một đợt mưa lớn. Tính đến 8 giờ ngày 8 tháng 8 trong 24 giờ qua, nhiều nơi ở Giang Tây đã có lượng mưa hơn 100mm. Trong đó, huyện Lệ Xuyên, thành phố Phúc Châu có lượng mưa lớn 324,7mm. Vào lúc 9 giờ ngày 8 tháng 8, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Giang Tây đã phát động ứng phó khẩn cấp 4 cấp. Để kiểm soát lũ lụt, yêu cầu tất cả các địa phương và ban ngành nỗ lực hết sức để làm tốt công việc kiểm soát lũ lụt theo quy định về việc phân công trách nhiệm và thực hiện kế hoạch. Mưa lớn gây thiên tai ở nhiều nơi tại tỉnh Giang Tây. Sáng sớm ngày 8 tháng 8, huyện Tân An, thành phố Tế An bất ngờ có mưa lớn, đường phố thị trấn Lệ Giang và trường tiểu học trung tâm Lệ Giang bị ngập úng, nhiều người bị mắc kẹt. Đến 1 giờ 30 phút sáng, nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn khẩn cấp lập tức có mặt triển khai công tác sơ tán, giải cứu những người bị mắc kẹt. Tính đến 5 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ đã chuyển và sơ tán được 24 người bị mắc kẹt. Tại thành phố Phúc Châu, lượng mưa 24 giờ ở nhiều thị trấn lên tới 250mm, trong đó lượng mưa 24 giờ tại huyện Sùng Nhân, thành phố Phúc Châu lên tới 304mm. Lượng mưa lớn khiến các con sông dâng cao, đất nông nghiệp bị ngập lụt và xảy ra tình trạng ngập úng đô thị quy mô lớn. Theo CCTV News đưa tin, chính quyền địa phương đã sơ tán 352 người bị mắc kẹt. Tính đến 9 giờ ngày 9 tháng 8, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã giải cứu được 24 người mắc kẹt trong vùng lũ. Tuy nhiên, người dân vẫn bị mắc kẹt ở một số ngôi làng và tính mạng của họ không gặp nguy hiểm. Hiện chính quyền địa phương đang tổ chức lực lượng chữa cháy, ứng cứu khẩn cấp dân phòng và cán bộ thị trấn triển khai cứu hộ. Ngoài tỉnh Giang Tây, tỉnh Phúc Kiến cũng có mưa lớn. Từ 20 giờ 01 phút ngày 7 tháng 8 đến 11 giờ 27 phút ngày 8 tháng 8, lượng mưa hàng ngày tại Đài quan sát khí tượng quốc gia Thiều Vũ ở Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến đạt 250,2mm. Ngày mưa lớn đầu tiên trong lịch sử quan sát địa phương và là lượng mưa hàng ngày lớn nhất được ghi nhận. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa, nhiều tuyến xe buýt đô thị và nông thôn ở thành phố Thiều Vũ đã tạm dừng hoạt động. Đợt mưa ở Nam Bộ bước vào đợt mạnh nhất trong ngày hôm nay. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào lúc 10 giờ ngày 8 tháng 8, cho biết dự kiến từ 14 giờ ngày 8 tháng 8 đến 14 giờ ngày 9 tháng 8, miền Trung và miền Nam Giang Tây, Nam Chiết Giang, Tây và Bắc Phúc Kiến, Trung và Đông Quảng Tây, Trung và Bắc Quảng Đông có mưa to đến rất to ở một số khu vực, trong đó có mưa to 100-140mm ở một số khu vực phía Bắc Phúc Kiến và các nơi khác. Một số khu vực nêu trên đi kèm với lượng mưa lớn ngắn hạn. Lượng mưa mỗi giờ tối đa là 30-50mm, cục bộ có thể vượt quá 70mm. Có hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông, gió giật mạnh. Đối phó với thời tiết mưa nhiều gần đây ở miền Nam Trung Quốc, Cục Quản lý Giao thông Bộ Công an đã đưa ra cơ chế quản lý khẩn cấp giao thông trước để hướng dẫn các phòng kiểm soát giao thông. Công an ở các khu vực liên quan tiến hành cứu và tham vấn chung vấn đề về đợt mưa lớn, triển khai kế hoạch biện pháp trước, tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, tuần tra kiểm soát tại các khu vực ngập úng, sạt lở, ách tắc giao thông. Cục Quản lý Giao thông Bộ Công an nhắc nhở khi lái xe cần biết trước tình hình thời tiết trên đường đi và nơi đến. Tránh lái xe qua khu vực có mưa lớn, nếu không sẽ phải sơ tán và gọi điện báo công an. Thưa quý vị, với không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và thời tiết đối lưu mạnh, lượng mưa ở Giang Tây đã mạnh trở lại vào lúc 4 giờ chiều ngày 8 tháng 8, Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, lũ lụt xảy ra ở quận Thông Cổ và thành phố Trương Thục ở Nghi Xuân và ngập úng xảy ra ở thị trấn Lương Sơn, quận Ngọc Thủy, thành phố Tân Dư. Sau khi tình huống nguy hiểm xảy ra, các địa phương ban ngành đã phối hợp hiệp đồng tích cực đối phó, loại bỏ tình huống nguy hiểm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, sét và thời tiết đối lưu mạnh, quận Trùng Nhân, thành phố Phúc Châu, quận Tân Ngọc, Ngọc Thủy và những nơi khác đã có mưa lớn bất ngờ. Từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều ngày 8 tháng 8, lượng mưa trong 3 ngày ở thành phố Tân Dư là 37,1mm. Trong đó, thị trấn Lương Sơn ở quận Ngọc Thủy có lượng mưa lớn nhất 92,5mm. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở một số khu vực của thị trấn Lương Sơn.
và làm tắc nghẽn giao thông. Các cán bộ thị trấn địa phương đã nhanh chóng tiến hành bơm tiêu úng, giúp các cửa hàng và cơ sở kinh doanh dọc tuyến phố ngăn nước tràn vào cửa hàng. Trời mưa rất to ở quận Thông Cổ và thành phố Trương Thục ở Nghi Xuân. Lượng mưa trong 24 giờ ở thị trấn Pai Bu, huyện Đồng Cổ lên tới 164,8mm gây ra lũ lụt. Trận lũ lụt đã gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu ở trang trại trên núi Đại Vĩ ở quận Thông Cổ và giao thông trên các tuyến đường chính bị gián đoạn do sạt lở đất. Sau khi tình huống nguy hiểm xảy ra, người dân địa phương cùng các phương tiện đã nhanh chóng tổ chức khẩn trương thông tuyến đường chính. Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến 7 giờ tối ngày 8 tháng 8, quá trình thiên tai lũ lụt đã khiến 1.011 người bị ảnh hưởng ở huyện Thông Cổ và thành phố Trương Thục. Thành phố Nghi Xuân, 36 người đã được di chuyển đến nơi tái định cư khẩn cấp. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 8 tháng 8, Trung tâm Quan trắc Thủy văn tỉnh Giang Tây và Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đã cùng đưa ra cảnh báo màu xanh lam về nguy cơ lũ lụt và lũ lụt trên núi ở các sông vừa và nhỏ. Ước tính từ 20 giờ ngày 9 tháng 8 đến 20 giờ ngày 10 tháng 8, Thượng Nhiêu, Nam Sương, Cám Châu, Tế An, Bình Hương, Tân Dư, Phúc Châu, Nghi Xuân, Cửu Giang và những nơi khác có thể xảy ra lũ lụt trên sông vừa và nhỏ và thiên tai lũ lụt cấp 4. Các địa phương chủ động ứng phó phòng chống lũ, sông vừa và nhỏ, thiên tai lũ quét vùng núi. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!